tin COVID tại tỉnh Đồng Tháp. Sáng ngày 13 tháng 7, tại thành phố Sa Đéc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Đoàn Tấn Bửu có buổi làm việc với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sa Đéc để chỉ đạo khẩn cấp công tác phòng chống dịch. Ngay sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp này, dạ vâng, cũng trong ngày hôm nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản số 611 về việc kích hoạt chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Quản lý Khu Kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sa Đéc, khu công nghiệp Sông Hậu như sau. 1. Kích hoạt chốt kiểm soát COVID-19 tại khu công nghiệp Sa Đéc và khu công nghiệp Sông Hậu kể từ 6 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2021. 2. Khi xảy ra các vấn đề liên quan đến việc phòng chống COVID-19 thì liên hệ theo các thông tin sau đây. Tại khu công nghiệp Sa Đéc, ông Phạm Văn An, trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp Tài nguyên môi trường, số điện thoại 0939469998. 2. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyền, Phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp Tài nguyên và môi trường, số điện thoại 0985479099. Bà Nguyễn Khánh Hồng, Phó chánh văn phòng Ban Quản lý Khu Kinh tế, số điện thoại 0908087534. Tại khu công nghiệp Sông Hậu, bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp Tài nguyên và môi trường, số điện thoại 0989624075. Dạ vâng, thì 6 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2021 thì các chốt trong khu công nghiệp Sông Hậu và khu công nghiệp Sa Đéc sẽ chốt các chốt này lại nha cả nhà. Nguyễn Đệ xin thông báo để cả nhà nắm và biết thực hiện nha cả nhà. Chào cả nhà.